rồi mình dịnh cái thùng đi cho quý thầy dịnh xin. Yeah, chim mới của bà Quỳnh nha. Sau một lần ngu xong rồi bây giờ Quỳnh đã y nãy mới tụng cái căn ngu si là Quỳnh có luôn hả? Thấy Quỳnh thấy không, thấy bà chim nó bay ghê không? À, bây giờ lấy cái giấy đó con. Lấy cái bay bà nào không Quỳnh? Có. Chim là chim gì Quỳnh? Không biết. Chim sắt. Chim chích bông. Bà này thì bà lanh quá hả Quỳnh? Bà chim này nè. Bà kia thì bà khờ quá. Ngộ ha. Y chang nhà mình luôn á. Anh thì lanh quá, em khờ quá. Anh thấy ghê. Để cho nó không quay đâu này. Nó bị thua nó quay nè. Thấy rồi. Cắm xung quanh cái tầm này đó. Quỳnh mua bao nhiêu con vậy? Ủa, ít gì? Một câu thì mua 100 con. Mà ba cũng được. Mày chịu lộn bà bồ câu chưa tay? Xíu hả? Thả bay hả? Thả đi hả? Trời, ú ớ luôn hả? Không biết nói luôn hả? Chim mà thả đi, bà này. Bà này cũng hề nha. Bà này, ấy đó, khi giữ đó. Thank you.
Ước mang lại coi. Hôm nay ngày mấy rồi? Ý là hôm nay ngày gì? 21 ngày. Xin vô. 21 ngày của mẹ rồi sao? Rồi sao? Vâng. Rồi sao? Em xui. Em xui thì sao? Mua hủ câu rồi nó không bay được. Phóng xanh hả? Bây giờ tao không thông lại. Trời ơi, vậy giờ kho hả? Kêu đủ số lượng, đủ số lượng thôi chứ mà hôm qua em mua là chưa phóng xanh. Mà giờ giao được nhà hủ câu rồi ta làm gì? Này là do em. Không, em dạy kỹ lắm, phải do em. Dạ, yeah, đây cho mọi người coi những con chim ngồi xuống đi. Đây, con chim nó như con gà nhớ gì ha. Rồi sao không bay? Sao không bay? Rồi sao, sao vẫn đem về? Ý là người ta vô nhà người ta giao. Xong cái giao không để đi luôn. Dạ yeah. Đâu em phóng xanh thử một con cho anh coi, bắt một con ra. Bắt một con ra chị phóng xanh coi. Thôi mày bắt con này nè, bắt cái con này nè. Bắt cái con xù cà na chứ. Đâu bắt con này nè, con này nè. Nè. Đúng rồi. Rồi, mình để nó phóng xanh đi. Nè. Rồi, em phóng xanh coi. Nhẹ thôi. Rồi, bay đi con, bay đi. Ừ. Ôi rớt cái bạch cho em mang tội nữa. Em để thử coi bay. Wow, bay tuyệt vời. Thưa quý vị, vâng, chú chim đang bay cao. Vâng. Vâng, phóng xanh, vâng. Đâu, phóng xanh. Vâng. Vâng, thưa quý vị, chú chim đang bay phóng xanh. Đây, đây, chim phóng xanh đây. Trời ơi. Ôi, thật là giảm nhí. Giống con gà vậy. Em sẽ kho. Giờ kho nha Bảy. Nè Bảy nè, chi nấu đồ chay nè. Bây giờ nhiệm vụ của Bảy là kho. Kho một nồi thật bự. Chứ giờ sao nguyên bày này đâu có nhà đâu có nuôi đâu. Cho người ta cũng ăn còn ác nữa. Đúng không? Chợ khôn với Quỳnh. Xem khôn vậy. Không phải, tại em không có rảnh mày. Không rảnh mình nhìn mình biết chứ. Em không biết luôn. Sáng giờ gì cũng không biết luôn. Gì cũng nghĩ là bay được chứ. Mẹ nó biết đâu, không biết đâu. Không rảnh đâu. Lại có một loài chim không bao giờ bay là bà chim này nè. Bà chim nào? Bồ câu cái gì? Ờ, chim nè. Bồ câu nó có bay không? Bay chứ. Dạ yeah. Mà giờ ba chịu thu lại không? Không. Ở đây ba già đủ số lượng thôi à. Mày có nói phóng xanh không? Có. Vậy em điện thoại đưa cho bà, em nói chuyện. Anh nói bây giờ bà về bà phóng xanh cho tôi. Nếu mà con chim không bay thì tôi sẽ bắt bà bay. Đúng không? Bà bán chim không bay. Tại sao bà bán chim mà bà không bay? Dạ đưa số nói chuyện cho, trời đơn giản mà. Mày có nói chữ phóng xanh đúng không? Ừ. Lát bà hỏi là ủa tên nó là phóng xanh dưới đất rồi phải phóng xanh trời đâu. À, bây giờ là bác không chịu nhận lại. Vậy là bác lật lòng. Ở đâu, ở đâu? Vậy sao bay? Bây giờ bà bay coi. Trời ơi, bà chim như bà gã vậy nè. Gã, gã. Ghê quá. Ngồi quá. Dạ. Không, mấy bà đi lang thang bà cũng chết à. Trời ơi, bà Quỳnh thiệt luôn á.
Bây giờ phóng sanh là cuối cùng hả, à, nghiệp thêm. Với Quỳnh mình nó hiền, nó hồi giờ nó có biết gì đâu. Ôi trời. Giờ để con đi chữ lộn với bà măng chim cái. Mọi người hôm nay Lâm sẽ bây giờ sao? Bây giờ có mua chim mới không? Mua chim nhỏ nhỏ thôi. À. Số bà bán chim á, bà tên gì vậy Quỳnh? Chim gà. Chi gà. Chi. Không có sao đi, cứ nói chuyện bà nói sao? Em biết em là Quỳnh không? Chị em nói về câu thì mang chú em đem biết thôi. Quá trời. Bà Quỳnh mới hiền lắm, bà làm sao á, bà hiền hiền á, bà khờ khờ. Rồi muốn bán gì vô đây bà mừng cho bà nội luôn ạ. Có con này bay được không? À, con này với con này bay được nè. Lấy hai con đó thôi. Mà thầy có số bả? Để cho anh tay coi là sao. Quá trời. À, bây giờ coi lính nó xử lý làm sao. Rồi bây giờ Lâm tạm biệt mọi người nha. Chuẩn bị mua chim mới phóng sanh đây. Bye bye mọi người. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye mọi người. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn cần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah 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 yeah.